Người nông dân Serbia dự đoán thế chiến thứ ba sắp đến. Mảnh đất nào sẽ là nơi an toàn nhất? Ngoài tên tuổi những nhà tiên tri nổi tiếng như Nostradamus hay Baba Vanga, và sau đó là những nhà tiên tri hiện đại, thì có lẽ không nhiều người biết đến Mita Tabarić, một nông dân Serbia nhưng đã để lại nhiều lời sấm truyền về tương lai. Ông từng đưa ra dự đoán chính xác về hai cuộc chiến tranh thế giới và còn dự đoán rằng cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sắp đến. Tiếng chuông báo tử của nhân loại đã vang lên. Lúc đó, chỉ có một mảnh đất có thể trở thành nơi giúp nhân loại tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Liệu những lời tiên đoán của Tabarić có thực sự chính xác không? Và nơi mà ông ấy nói tới là nơi nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Năm 918, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, một linh mục người Serbia tên là Zahari đã dặn dò việc hậu sự của mình cho con cháu. Tuy nhiên, di chúc của ông không phải là việc phân chia tài sản hay quy định tang lễ, mà là dặn con cháu phải giữ kỹ một cuốn sổ. Cuốn sổ này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, thậm chí hơi cũ kỹ, nhưng gia đình linh mục đó rất coi trọng nó. Bởi vì có thể những gì ghi trong cuốn sổ chính là những sự kiện lớn trong hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm tới. Sở dĩ họ tin vào dự đoán được ghi lại không chút nghi ngờ là bởi vì chiến tranh thế giới thứ nhất được mô tả trong cuốn sổ đã thực sự xảy ra. Vậy, nguồn gốc của cuốn sổ là từ đâu? Những lời tiên tri trong đó xuất hiện như thế nào? Trước tiên phải nhắc đến một câu chuyện xuất phát từ một truyền thuyết của người Serbia. Lời tiên tri Kremna. Vào những năm 1830, Zahari đã là một linh mục rất được kính trọng ở địa phương và là cha đỡ đầu của nhiều trẻ em tại đây. Có một ngày, người con đỡ đầu tên là Tabarić đã đến gặp ông với vẻ mặt bối rối, mong rằng cha có thể giúp giải quyết những nghi hoặc của mình. Tabarić chỉ là một nông dân bình thường ở làng Kremna thuộc Serbia. Anh sinh năm 1829, chưa bao giờ đi đến trường mà chủ yếu ở nhà làm ruộng và chăn nuôi. Cha Zahariç rất thích đứa con đỡ đầu này vì anh ấy là một người lạc quan điển hình, không bao giờ lo lắng về những vấn đề tầm thường trong cuộc sống và có thái độ rất tích cực. Vậy nhưng lần này, anh ấy lại co mày vì gặp phải một việc lớn khó lựa chọn. Tabarić nói rằng, từ khi còn là thiếu niên, anh đã thường xuyên nhìn thấy một số cảnh tượng kỳ lạ với những nội dung mà anh hoàn toàn không thể hiểu được. Hơn nữa, trong đó sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, mặc dù anh biết chắc chắn rằng những chuyện này hiển nhiên không hề xảy ra trong thực tế. Thế nhưng chúng trông thật đến mức anh ấy không thể phân biệt được hư và thực. Tabarić lúc đầu rất sợ hãi, anh đã kể lại chuyện đó cho chú của mình. Nhưng khi nghe xong, người chú cũng không hề ngạc nhiên bởi vì ông ấy cũng đã trải qua điều tương tự. Người chú nói với Tabarić rằng những gì chúng ta đang thấy là ở một tương lai xa. Không ai biết khi nào chúng sẽ thực sự xảy ra, nhưng con không được nói cho người khác biết về những điều này. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể nhìn thấy tương lai, còn chúng ta sẽ bị coi là dị đoan. Tabarić sau khi nghe thấy đã rất sợ hãi và ghi nhớ lời khuyên của chúng mình, không bao giờ nói về tương lai mà anh ấy đã nhìn thấy với bất kỳ ai nữa. Vài năm sau, chú của Tabarić qua đời, bí mật kia giờ đây chỉ có mình anh biết. Tuy nhiên lúc này, Tabarić đã nảy ra một ý tưởng, đó là ghi chép lại lời tiên tri. Anh tin rằng Chúa đã ban cho mình khả năng kỳ lạ, chính là muốn mượn lời của mình để nói với thế giới về tương lai. Nếu anh không nói ra mà lặng lẽ ra đi như chú mình, thì sẽ không ai biết đến những chuyện này nữa. Tuy nhiên, Tabarić cũng lo lắng bản thân sẽ bị xem là dị đoan, nên đã tìm đến người cha đỡ đầu đáng kính nhất của mình, với mong muốn nhận được chỉ dẫn từ ông. Là một giáo sĩ, Zahariç hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của phép lạ. Ông tin rằng, vì Chúa toàn năng đã ban cho đứa trẻ khả năng kỳ diệu, nên những điều này nên được truyền bá. Vì thế, ông đã khuyến khích Tabarić kể về tương lai và ông chịu trách nhiệm ghi chép lại tất cả. Đây là nguồn gốc của cuốn sổ bí ẩn, cũng chính là lời tiên tri Kremna nổi tiếng. Sau này, cuốn sổ ghi chép của Tabarić đã được cha đỡ đầu lưu giữ. Mãi đến năm 1943, một trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà của con cháu Zahariç khiến cho cuốn sổ bị hư hại. Nhưng may mắn là một số nội dung trong cuốn sổ vẫn còn được lưu giữ, nên lời tiên tri của Tabarić đã được truyền bá ra thế giới. Thực tế, hai cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên đã được nhà tiên tri người Serbia tiên đoán vào thế kỷ 19. Và cuốn sổ còn tiết lộ chi tiết về chiến tranh thế giới thứ ba, cũng chính là tương lai của nhân loại. Lời sấm truyền của Tabarić. Một trong những lời tiên tri được ghi lại có đề cập rằng, sau khi nhà vua cùng hoàng hậu bị ám sát, Karađorđević sẽ lên nắm quyền, và sự việc diễn ra đúng như lời ông nói. Khi trận chiến giữa Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu,
ba quốc gia theo Cơ Đốc giáo cùng lúc tiến hành tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ. Lời tiên đoán được đề cập trong cuốn sổ chính là đang nhắc đến sự việc xảy ra vào năm 1903, khi một người lính cảnh vệ sát hại vợ chồng vua Serbia rồi đưa Karageorgievich lên nắm quyền. 9 năm sau, Serbia, Hy Lạp, Bulgari và Montenegro gây chiến với đế quốc Ottoman. Sự kiện này được lịch sử gọi là Chiến tranh Balkan lần thứ nhất. Tất nhiên, chỉ một sự việc thôi thì không đủ để thuyết phục mọi người về tính chính xác của những dự ngôn được viết trong cuốn sổ. Nhưng những tiên đoán mà chúng ta đề cập tiếp theo sau đây quả thực là chính xác đến đáng sợ. Lời tiên tri thứ hai có đề cập rằng, ngay sau khi chiến tranh kết thúc thì cuộc chiến tranh thứ hai lại bắt đầu. Một đội quân hùng mạnh từ bên kia sông xâm chiếm và phá hủy mọi thứ chúng ta có, và chúng ta không thể chống cự được. Tuy nhiên, đúng lúc chúng ta tuyệt vọng đến mức bỏ cuộc thì có một người thông minh cưỡi ngựa đen dẫn quân ta đánh bại giặc và đuổi chúng trở lại bên kia sông. Điều mà Tarabic đang nói đến ở đây chính là cuộc xung đột đã phát triển thành chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Khi đó, đế quốc Áo Hung bắt đầu phát động cuộc chiến tranh chống lại Serbia. Lúc đầu, quân đội Serbia không có chút sức lực nào để chống cự, cho đến khi người anh hùng tướng Aleksandar Mišić lên nắm quyền chỉ huy, lật ngược tình thế trận chiến và đánh lui quân xâm lược. Tuy nhiên, đó lại không phải là sự kết thúc của cuộc chiến. Tarabic đã thấy được sau chiến tranh, một đội quân siêu hùng mạnh sẽ tiến đến từ phương Bắc và không ai có thể chống lại cuộc tấn công của họ. Serbia sẽ rơi vào thời kỳ đen tối kéo dài 3 năm, khiến vô số người thiệt mạng. Vào thời kỳ này, may mắn là quân Serbia sẽ bảo toàn được ở hải ngoại và 3 năm sau lại dương buồm trở về và giành lại đất nước. Lời tiên tri này vô cùng trùng khớp với tình hình trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Quân đội Đức bắt đầu tấn công Serbia từ phía Bắc và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn vào tháng 12 năm 1915. Chính phủ Serbia chỉ có thể lưu vong ở nước ngoài và tập trung huấn luyện ở đó. 3 năm sau, họ thành lập liên minh với các nước khác để đánh đuổi quân xâm lược Đức. Ngoài ra, Tarabic còn nhìn thấy một số thứ liên quan đến người cha đỡ đầu Zaharic. Anh nói với cha rằng ông sẽ không thể thấy cuộc chiến kết thúc hoàn toàn vì ông sẽ qua đời vào thời điểm cuối cuộc chiến. Điều đáng buồn hơn chính là hai cháu trai của ông, một người sẽ qua đời trước mặt và một người sẽ qua đời sau lưng ông. Cha đỡ đầu sau đó đã hoàn toàn tin vào dự đoán trong cuốn sổ tiên tri này, bởi vì ông đã tận mắt chứng kiến cái chết của hai cháu trai, giống như mô tả của Tarabic. Điều đáng sợ nhất là cuốn sổ không chỉ ghi chép lại chiến tranh thế giới thứ nhất, mà còn mô tả chi tiết cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi cha Zaharic qua đời, thậm chí còn có tiên đoán về chiến tranh thế giới thứ ba được ghi chép lại. Liệu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra giống như tiên đoán của Tarabic về hai cuộc chiến đầu tiên? Nhà tiên tri người Serbia, Tarabic, đã mô tả chi tiết về thế chiến thứ ba và cho biết chỉ một nơi có thể tránh khỏi cuộc chiến này. Vậy thì, nơi được ông nhắc đến là nơi nào? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Tarabic tiếp tục nói rằng chúng ta sẽ có một thời kỳ hòa bình, nhưng nó sẽ không kéo dài lâu và Serbia sẽ một lần nữa bị xâm chiếm bởi những đội quân tà ác của nước ngoài. Toàn bộ châu Âu sẽ bị thống trị bởi cây thánh giá bị cong. Chúng ta đều biết biểu tượng của phát xít là một cây thánh giá bị bẻ cong, không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nói trên đã đề cập đến việc chiến tranh thế giới lần thứ hai do Đức phát động. Tarabic cho biết, ban đầu Serbia sẽ không có sức mạnh chống lại, Liên Xô cũng không tham chiến, nhưng sau đó họ cũng bị quân đội tà ác tấn công. Vì vậy, một vị sao hoàng đỏ bắt đầu phản công. Lịch sử đã cho thấy, ban đầu Liên Xô vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng khi bị quân đội Đức xâm chiếm, Liên Xô đỏ cuối cùng cũng tham chiến. Về phần Serbia trong chiến tranh thế giới thứ hai, Tarabic nói rằng, một người đàn ông có ngôi sao trên trán sẽ dẫn dắt họ chống trả. Quân địch gian ác sẽ truy đuổi ông ấy, nhưng tất cả đều uổng phí. Sau này, người đàn ông ấy đã tập hợp một đội quân hùng mạnh và đánh đuổi kẻ thù khỏi Serbia. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào thời điểm này. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Cộng sản Tito, người Serbia đã đánh đuổi phát xít và gây dựng Nam Tư thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. Về thế giới sau Thế chiến thứ hai, Tarabic cũng mô tả rằng, ở nhiều quốc gia mới thành lập sẽ xuất hiện một tòa án quốc tế. Tòa án này sẽ đứng trên tất cả các quốc gia và sẽ không cho phép các nước tham chiến. Bất cứ khi nào có chiến tranh, tòa án sẽ đưa ra xét xử công bằng và biến những cuộc tàn sát thành tình yêu và hòa bình. Tarabic còn nói rất nhiều về thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, chẳng hạn như sự xuất hiện của ô tô, máy bay và điện thoại di động, thậm chí là sự bùng phát của dịch Covid-19. Nhưng điều mọi người quan tâm nhất vẫn là chiến tranh thế giới thứ ba. Về chiến tranh thế giới thứ ba, Tarabic đã nói như thế này.
khi con người bắt đầu thiền định nhiều hơn, trí tuệ của họ sẽ đến gần Chúa hơn. Nhưng chỉ tiếc là đã quá muộn, bởi vì kẻ ác đã xâm chiếm toàn bộ trái đất, vô số người bỏ mạng trong cuộc chiến này. Không khí và nước bị ô nhiễm, khiến con người chỉ có thể chạy trốn về vùng nông thôn và tìm kiếm những ngọn núi có ba cây thánh giá. Bởi vì ở đó có không khí và nước sạch, nhưng nạn đói sẽ sớm ập đến và vô số người sẽ qua đời vì đói. Nếu không thể cưỡng lại cơn đói mà ăn một thứ gì đó, họ vẫn sẽ bị trúng độc mà qua đời. Chỉ những người chống chọi được với cơn đói và kiên trì mới có thể sống sót. Về chiến tranh, Tarabic cho biết, trong cuộc chiến này có rất nhiều loại vũ khí kỳ lạ, mà một khi chúng phát nổ lại không gây thương vong, mà trái lại sẽ khiến mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Tarabic cũng chưa từng nhìn thấy loại vũ khí này trước đây, đồng thời ông đã chỉ ra con đường sáng suốt cho mọi người, rằng chỉ có một quốc gia không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, quốc gia đó được bao quanh bởi đại dương và rộng lớn như châu Âu. Không có một quả đạn pháo nào có thể rơi xuống quốc gia này, và ai chạy đến đây với ba cây thánh giá sẽ được che chở và giải cứu. Đối với vùng thánh địa được Tarabic dự đoán trong cuốn sổ, nhiều người cho rằng đó là Australia, nhưng cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng đó phải là Nam Cực hẻo lánh. Đồng thời, không ai có thể chứng minh được lời tiên tri Kremna có phải thực sự do Tarabic viết vào thế kỷ 19 hay không. Vậy nên, chúng ta chỉ xem những dự đoán trên như một lời nhắc nhở trong tương lai. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.